Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là bộ sưu tập chim chào màu của mình. Mình nuôi chim chào màu này cũng được 10 năm rồi các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con chim chào màu của mình. Có thể nói là Sài Gòn này rất là hiếm ha. Tại sao mà mình nói đây? Mình dám nói với các bạn là Sài Gòn này rất là hiếm ha. Mình nuôi con này là 10 năm rồi. Đây là chào màu giọng Hóc Môn mà. Tại sao nó tên là chào màu giọng Hóc Môn thì các bạn có thể lên Google các bạn search tìm hiểu sẽ biết ha. Độ hiếm của nó là đây. Con này mình nuôi 10 năm rồi các bạn. 10 năm rồi. Đây, lý do tại sao hiếm đây. Nó rất là dạng các bạn. Đây, mình mở cửa chuồng cho bạn coi ha. Các bạn thấy không? Đây. Đó. Rất là hiếm nha các bạn. Chú chim này 10 năm rồi đó. Già lắm rồi ha. Mình là chủ của nó cho nên nó rất là chứ nếu mà người lạ là nó bay liền, nó không có dạng như vậy đâu. Đây mình mở cửa lồng. Các bạn biết tại sao mà nó hiếm không? Dám đảm bảo với các bạn luôn đây, những người chơi chim chào màu hiếm khi nào mà dám thả chim như mình lắm. Đây mình đưa nó ra ngoài rồi. Các bạn thấy không? Độ độc của nó là chỗ đó đó. Dám đảm bảo với các bạn là có 102 ở Sài Gòn này luôn. Có người trả 10 triệu các bạn mà mình không bán, tiếc lắm. Bán tiếc lắm. Mình để mình nuôi chơi. Mình muốn cho nó vô, hồi nào nó vô cho muốn ra nào ra nè. Bây giờ mình biểu diễn cho các bạn coi là mình sẽ đưa nó vào lòng nhé. Nó không vô các bạn, nó mới ra nó mù quá, nó không vô. Nó bỏ lại rồi. Chim này chim trống nha các bạn, chào màu giọng Hóc Môn. Để mình bắt nó lại cho các bạn coi ha. Nó lên con kia rồi. Cho nó 3 vòng vòng đi các bạn. Đó các bạn thấy không? Ở Sài Gòn này ít có con nào như vậy lắm á. Các bạn thấy không? Có 102 ở Sài Gòn các bạn. 10 năm rồi đó. Con này 10 năm rồi đó.
xin giới thiệu với các bạn luôn ha. Mình nuôi chim bình dân thôi, đầu màu hóc môn bình dân thôi. Mình muốn bắt nó vô lồng lớn hồi nào bắt thả nó vòng vòng cho nó chơi. Tiếc lắm các bạn, trả 10 triệu tiếc lắm mà mình để dành mình nuôi mình không có bán. Sao các bạn thấy sao? Ở Sài Gòn hiếm luôn nha các bạn. Ở nước Việt Nam mình không biết nhưng mà Sài Gòn này hiếm lắm. Hiếm có con nào dạng như vậy lắm. Giờ hàng nuôi mình cũng không dám thả mà. Thả sợ mất. Thấy không? Bạn thấy không? Nó không có đi nha các bạn, nó không có đi. Rất dạng các bạn, dễ thương lắm. Đây, các bạn thấy không? Sài Gòn hiếm lắm nha các bạn. Đó là lý do sao mà mình giới thiệu với các bạn là con chim này là độc nhất vô nhị với các bạn. Mình không dám nói mình có nhưng mà rất hiếm nha, rất hiếm. Rất hiếm à.